để mọi người trực tiếp bằng lái trải nghiệm. Okay, so we are gonna split you all into 8 groups. I hope you all know your grouping. We're gonna start off first with the group 1. Ở đây thì mọi người sẽ được chia thành 8 nhóm và chúng ta sẽ có cái thời gian trải nghiệm từ 10 giờ tới 14:30 chiều. Group 1 and then group 2 together, and after that we're gonna have a little break of a 15-minute break time. Nhóm 1 và nhóm 2 chúng ta sẽ di chuyển liên tục và sau đó chúng ta sẽ có 15 phút nghỉ giải lao cho những cái xe chúng ta có thể thời gian để nghỉ. Okay, this break time serves two purposes. Number one is actually to keep the temperatures. The car is gonna go through a lot of hard braking. Đó là vì tại vì cái xe của chúng ta sẽ di chuyển tính ra hai nhóm như vậy thì sẽ chạy thành 6 lượt và nhiệt độ của xe sẽ lên rất cao và thêm một nữa là ở trường đua rất là nắng nóng và chúng ta cần cái xe của chúng ta có thể hạ nhiệt. And also there's a chance for you to look at the car and you have any questions with the instructors, you're going to be there about your run that you did before. Các anh instructor sẽ ở xung quanh chiếc xe của chúng ta và nếu anh chị có câu hỏi gì về xe các anh chị có thể hỏi trực tiếp các instructor, các anh sẽ hướng dẫn mọi người. Okay, so the three things that you're going to be learning or experiencing today with the class that's so graciously provided by K Super is acceleration, threshold braking and corner lines. Trong cái ngày trải nghiệm ngày hôm nay thì các anh chị sẽ được trải nghiệm các cái bài tập là chúng ta sẽ tăng tốc, sau đó là phanh dưới hồ dưới trình, tức là phanh dưới nước. Cái kỹ năng này chúng ta sẽ phải tập luyện rất nhiều vì nó tương đối là khó. Và tiếp theo là cái cornering line, tức là cái đường vào cua ngắn nhất, tối ưu nhất để trong đường đua các anh chị có thể vào cua một cách nhanh nhất. So, acceleration is what it is. It's basically for you to experience the acceleration, blistering acceleration speed that the car has. You will start off with acceleration, and there will be a marker which I'm going to point out later what it is. It's where you're going to brake, the threshold braking. Ở trên đường ta sẽ có một cái điểm tăng tốc và tới cái điểm phanh sẽ có cái ký hiệu của điểm phanh. Các anh instructor sẽ hướng dẫn chúng ta nói chúng ta phanh thì chúng ta sẽ phanh theo cái hiệu lệnh của instructor. Okay, the term threshold braking is basically braking as hard as possible without activating the ABS. Okay, cái threshold braking tức là cái kỹ năng phanh mà chúng ta sẽ là phanh thật là nhanh và nhả ra cũng thật là nhanh để cho cái hệ thống ABS nó không kịp hoạt động để cho cái xe của chúng ta có thể là phanh đạt một cái ngưỡng phanh tốt nhất để cái bánh xe không bị trượt. So these two exercises are going to be done simultaneously, in succession. Acceleration and threshold braking. Đó là cái bài tăng tốc và phanh threshold của bạn. Next, you're going to learn how to take corners. Taking corners is actually a art that is very important, especially for you all with supercars who are traveling at high speed. You're going to be learning how to do it via cones that's marked all around the track. Tiếp theo cái bài tiếp theo chúng ta sẽ được trải nghiệm là cái cách chúng ta sẽ vào cua. Nếu mà chúng ta điều khiển siêu xe hoặc là điều khiển xe tốc độ cao thì cái kỹ năng vào cua là rất là quan trọng. Thì trên đường đua đã có những cái côn, những cái chóp để đánh dấu các cái vị trí đỉnh cua, điểm vào cua, điểm ra cua để các anh chị có thể chạy một cách nhanh nhất vào cua. So you're gonna be hearing things like apex line. You could be learning about positioning of cars. So this is all going to be done with cones. Tất cả những cái điểm hướng dẫn này thì đã được đánh dấu bằng cone ở trên đường rồi. Các anh chị chúng ta cứ chạy theo cái cone đấy là chúng ta có thể đạt được cái đường vào cua ngắn nhất và nhanh nhất. I'm from Malaysia and I'm very very impressed with this track. And what I'm advising you all is to actually learn how this is done, because I'm sure the next time if they were to do a same event here, use the same lines that we're actually showing you, and that would ensure number one, you can do it as fast as you could within the car's capability and also safely. Anh Arif nói là anh ấy là từ Malaysia và anh ấy rất là ấn tượng với cái đường đua Đại Nam này. Và đây là cái lần đầu tiên anh ấy tới đây và hy vọng là sau cái lượt hướng dẫn này thì sau khi cái sự kiện lần sau thì mọi người có thể là vào cua được nhanh hơn và kỹ năng nó sẽ tốt hơn.
Okay, so let's move to the next thing, which is what phones are going to be like. So, okay. So the first one, if you see two cones, đây là cái side by side, ở trên đường. This means the breaking point. This is where you should be braking or slowing down the car. Nếu anh chị nhìn thấy hai cái cone đặt gần nhau như thế này, thì tức là đây là cái điểm phanh. Và tới đây anh chị sẽ phanh tại cái điểm này. Và ngoài ra thì các anh instructor trên xe sẽ có hiệu lệnh để phanh, thì các anh chị sẽ nghe theo. Trước tiên là hiệu lệnh của instructor và sau đó là cái chỉ dẫn ở trên đường. If you feel uncomfortable, if you feel the need to brake earlier, we will advise you to do that. But please do not brake later. Đấy là khi mà các anh instructor mà thấy chúng ta cần phanh sớm hơn vì các anh chị chạy quá tốc độ hoặc là quá nhanh chẳng hạn, thì các anh chị sẽ có hiệu lệnh để mọi người phanh lại. Nhưng mà lưu ý là không được phanh muộn hơn cái điểm này, rất là nguy hiểm. The next would be the direction cones. So the direction cones is basically a indicator. TT. Và mình hôm nay mình có mặt ở đây cũng là một niềm đam mê gọi là tốc độ và được trải nghiệm trên những con xe thật là siêu nhanh và siêu đỉnh ở tại Việt Nam đây. Và hôm nay là cũng là một cái chương trình khai track được sự lên mời của Khanh Super, thì Tý rất là vui, Tý rất là hào hứng và thật sự thì thức rất là sớm để đến đây để trải nghiệm, để cùng tham gia một cái chương trình lần đầu tiên ở Việt Nam này. Thì nói chung là trong lòng hiện tại bây giờ đang nôn nao quá, nôn nao để được trải nghiệm trên cái đường đua ở Đại Nam này quá. Và trên những con xe chắc là có lẽ là Tý sẽ chọn một cái dòng xe có thể là cũng là nhanh nhất và vào những cái đường cua mà phải là điêu luyện nhất, để cho tất cả các bạn được tham khảo qua và được xem qua là hôm nay Tý sẽ lái xe như thế nào. Woo-hoo-hoo-hoo-hoo!